khóc cái gì đấy? Đau khổ quá mẹ ơi. Thế con như thế nào thì kể đi xem nào. Cứ khóc vậy ai biết làm sao được. Tao mất xe rồi. Cái gì? Mất xe? Mất lúc nào? Kể chi tiết tao nghe xem nào. Kể là thế này. Ôi cô ơi, cô ơi, cô làm ơn cô giúp tôi với cô ơi. Cô ơi, tôi khổ quá cô ơi, cô giúp tôi đi cô. Dạ. Cô cho tôi xin vài đồng cô ơi. Ok. Đến đây. Cô. Cô. Lúc mà tao tỉnh dậy, tao không thấy xe tao đâu. Cũng chẳng thấy chìa khóa nhà đâu cả. May là còn mỗi cái điện thoại. Thôi, bình tĩnh lại đi. Coi như là của đi thay người. Của đi thay người là của đi thay người như thế nào được? Làm sao mà để mất xe được? Mà mày biết là cái xe này bố tao tặng tao ở Duy Nhật. Làm sao mà mất được? Mày tìm cách giúp tao đi. Thôi 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 thôi. Nhưng mà bình tĩnh nín đi đã. Bây giờ mày khóc cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Bây giờ mày tìm cách tìm xe cho tao đi. Được rồi. Rồi, nhưng mà nín đi đã, bình tĩnh lại xem nào. Mày phải tìm cách giúp tao lấy lại xe. Được rồi. À, tao phải gọi điện cho anh Tầm. Anh ấy là đàn ông, anh ấy sẽ biết cách. Alo, anh Tầm à, anh đến ngay đi nhá. Sao em bất cẩn mà mất xe thế? Anh người có bị làm sao không? Không sao nhưng mà mất xe rồi. Thôi, báo công an đi. Báo công an làm sao được? Lấy tờ xe tao làm mất tao còn chưa làm được. Bây giờ báo công an chả giải quyết được gì cả. Ờ, đúng đấy. Bây giờ mất giấy tờ thì báo công an làm sao được? Mình thử nghĩ cách khác xem. À, anh ơi. Bây giờ mình đăng lên các hội nhóm. Lỡ bọn nó có bán ấy thì bây giờ mình còn chuộc được. Đăng lên mạng xã hội á, liệu có yên tâm được không? Biết đâu lại bị lừa hay sao? Nhưng mà bây giờ làm gì còn cách nào nữa? Từ từ đã Mi. Theo anh nghĩ thì đấy cũng là cách tốt nhất bây giờ đấy. Hy vọng là thấy lại được xe. Thôi, bây giờ tao có việc, tao phải đi trước, nói chuyện sau nhá. Đấy, bạn với chả mẹ. Lấy luôn. Ơ kìa, Abby, sao mày ở đây? Thằng đâu? Anh ta không đưa mày đi à? À, anh ấy bảo là chiều nay bận họp nên là không đi được. Mà cái ông đưa xe cho tao ấy, tao gọi điện tới hết rồi chả nghe gì, sốt cả ruột. Đi thôi. Đi đâu? Cứ đi với tao, mày sẽ biết được tất cả. Nhưng mà cầm mồm. Đến giờ mà mày vẫn còn hỏi à? Anh ta vào nhà mày để trộm cắp tài sản chứ còn làm gì nữa. Tao nói để cho mày biết, anh ta chính là người đã thông đồng với bọn cướp để cướp xe của mày. À. Ôi cô ơi, cô ơi, cô làm ơn cô giúp tôi với cô ơi. Cô ơi, tôi khổ quá cô ơi, cô giúp tôi đi cô. Dạ. Cô cho tôi xin vài đồng cô ơi. Ok. Đến đây. Đã thế lại còn đóng vai là người mua xe của mày, bắt mày đến chuộc để giở trò trộm cắp tài sản đấy. Cô, hôm Mi bị mất xe, cậu vội vàng chạy đến
Vừa vào đến nhà đã gào lên là có mỗi cái xe mà My cũng làm mất, trong khi rõ ràng My gọi điện không hề nhắc đến sự việc bị mất xe. Khi nghe đến báo công an, cậu còn cố tình gạt đi ngay nữa. Chính điểm này đã làm tôi nghi ngờ. Tôi để ý trên tay trái của cậu vẫn còn vết chảy xước do móng tay để lại. Nhìn vết thương rất mới và trùng khớp với những gì My kể với tôi. Ngày hôm sau khi tôi với My ngồi với nhau, có một tin nhắn từ nick lạ gửi đến, nói là đang giữ chiếc xe máy của My. Có thể là tin nhắn bình thường cho đến khi kẻ lạ mặt đó nói rằng xe này của bố tặng sinh nhật cho My, nên là chắc My quý nó lắm. Chuyện này ngoài My ra chỉ có tôi và anh biết. Chính vì thế tôi đã lén theo dõi anh. Làm gì mà đến muộn thế? Này, mà tôi nói này, hôm nọ cái xe bán được có 10 triệu thôi. Bây giờ chia đôi, mỗi thằng 5 triệu nhá. Thôi thì cũng được. Ông mày này, tôi cứ tưởng ông với nó yêu nhau không ạ? Yêu được cái gì, cũng là con gà hạt thóc cả thôi. Mà tôi còn đang một đống nợ này. Nói chung là thịt cho con nào thì thịt. Này, đây, chìa khóa nhà nó đấy. Mà này, ông cũng hơi bị rành đấy nhá. Cảm ơn nhá. Ừ, rồi đi. Từ đó tôi khẳng định kẻ thông đồng cướp xe máy và kẻ giả vờ mua lại được xe máy của My chính là anh, nên đã ngay lập tức đến điểm hẹn và đưa My quay về nhà nhằm mục đích để tóm gọn anh. Anh thông minh thật đấy, lại còn tham lam nữa. Muốn một mẻ, vừa muốn trộm đồ, lại còn vừa muốn trộm xe, trộm cắp tài sản của nhà My nữa. Giỏi thật đấy. Nhưng mà đen đủi cho anh ấy là gặp phải tôi, vì tôi đã phát hiện ra toàn bộ hành vi sai trái của anh và bắt quả tang anh rồi. Tại sao lại làm cái đề với em? Em và anh là người yêu của nhau cơ mà. Bây giờ anh ta cá độ bóng đá, thua một khoản tiền lớn. Tiền của tao thế nào giá đây? Các anh thư thư cho em một thời gian được không ạ? Không có thư thư gì hết. Em xin các anh, em xin các anh. Liệu mà giá này nhá. Vâng vâng, em biết rồi. Nhớ mặt tao đấy. Vâng. Lợi dụng lòng tin và sự ngây thơ của mày, đến đây để trộm cắp tài sản sau đó bán đi, lấy số tiền đó để trả nợ. Không những thế, anh ta còn cắm sừng mày nữa cơ. Nhưng vì không đủ bằng chứng nên ta không nói. Trang ơi. Anh có việc là chủ nhật tuần này em có rảnh không, để đi cà phê với anh một chút để anh bàn về cái chuyện là mất xe của mình. Em nghĩ là cái việc đấy vẫn đang tin để tìm xe mà. Nhưng mà anh muốn là anh với em nói chuyện cụ thể với nhau để bàn sâu hơn về cái chuyện là mình sẽ giải quyết như thế nào ấy. My có đi cùng không? My thì anh không biết, chắc là My đang bận về giấy tờ nọ kia. Em xem thế nào. Cái này em trả lời anh sau nhá. Có gì thì em liên lạc với anh nhá. Mọi việc đã xảy ra ở đây thì mày biết thế nào rồi chứ? Tôi đã báo công an rồi, bao vây hết khu vực này rồi, anh chạy cũng không thoát đâu. Còn mày nữa, lần sau có yêu đương thì chọn người cho cẩn thận vào. Thôi, đừng khóc nữa. Mày đấy, chưa mất một cái gì cả.